hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, với phiên bản đặc biệt của Ca sĩ bí ẩn mùa 6 này thì vẫn là cuộc hành trình tìm ra ca sĩ thật trong số những ca sĩ bí ẩn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn với những vị khách mời. Vậy những vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay đó là ai? Chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Hoàng Mèo, Tân Trề và Kim Đào. Xuất sắc nha, không anh, đẹp không quá anh. Đó. Quá đẹp. Dạ vâng ạ, xin được chào đón anh Hoàng Mèo nè, xin chào. Tân Trề nè và Kim Đào đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Hoàng Mèo thì đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Tuy nhiên em là đã biết anh nhiều rồi, em đã từng đóng vai là nhân viên của anh rồi, đúng không? Vì anh xử ép dữ dội lắm mà, đúng không? Thì này anh biết tay em. Căng quá, ta chưa được chơi mà bị hâm dọa quá trời, hâm dọa quá. MC hù dọa khách mời quá. Đúng rồi. Còn Tân Trề là đã có nhiều kinh nghiệm đến với Ca sĩ bí ẩn rồi, ở nhiều vai trò khác nhau, đúng không? Đúng rồi, 3 lần rồi. Trời ơi, dữ vậy? Chơi nhiều dữ vậy? Nhưng mà... Không có, tại một lần là khách mời nè. Một lần là thí sinh nè. Một lần là ca sĩ số 7 nè. Đó rồi. Rồi 3 lần mà đếm tới 4 ngón lận. 3 lần. Thì đó mình bữa nay. Bữa nay là lần thứ 4, tính luôn bữa nay. Tính luôn bữa nay là lần thứ 4. Trời ơi, mà quá trời ta. Nếu như vậy thì là bữa nay là phải làm nhiều vai trò khác nhau mới được. Dạ đúng rồi, kiểu là có kinh nghiệm rồi, trải nghiệm rồi đó. Đó bây giờ là thường có kinh nghiệm hay thua lắm. Vậy kinh nghiệm hay thua lắm. Còn em Đào? Em đây là lần thứ 2 em quay trở lại. Tính luôn cái lần này là 3 lần. Dạ không, lần trước là con là ca sĩ. Con luôn hả? Con. Đây là sư phụ, đây là cái người đầu tiên dẫn dắt Kim Đào vào nghề. Nên là đối với Đào là đây là người thầy, là sư phụ của Đào. Trời ơi, chỉ dẫn thôi chứ cũng không có gì nhiều. Nếu mà vậy thì Kim Đào chơi với chương trình với tâm thế là sẽ nhường thầy đúng không? Không. Chị thì có thể đi qua đây luôn đi, để đây cùng phe luôn chứ. Chị luôn hả? Không ảnh hưởng thầy đâu đó. Sao em nói sao? Mình anh ấy lo luôn à. Đau ở đây nè. Cảm thấy rất là buồn, một bên là học trò của mình, một bên là đứa em của mình mà mình chơi hết mình mà đối xử với mình như vậy. Được rồi, để coi có ai thắng nè nha. Nói vậy thôi chứ anh em sẽ bỏ nhau được ha. Nếu mà thầy thắng là chuyện bình thường, còn mà thầy thua học trò mà của thầy thì thầy phải thấy hãnh diện, thì học trò thầy quá giỏi. Lỗi là cỡ nào cũng nhường, cỡ nào cũng không nhường. Không nhường được. Có thể mình chơi game liền không được không Cường? Chứ ở đây nói nhiều cái nó đau lắm cưng. Em nghĩ rằng là bây giờ nếu mà chơi game liền thì nó bị căng quá. Mình phải định thần lại đi. Định thần rồi. Định thần lại. Thôi bây giờ cho Tân Trề hát được không anh? Được. Đúng rồi. Ca khúc Đợi Một Đời Vẫn Đợi. Hay quá. Trời ơi, thầy, giờ mình vỗ tay đi, vỗ tay tiết mục bắt đầu. Chiến nghe tố nhớ nhà, tố âm bằng chiếc lá mà rộng lớn hơn cả thiên hà. Mất một chiều hồi hà, đàn chiến ngứa xó tim về. Cớ sao người phải mất một đời như thế? Chọn uôn nhằm bờ môi, hạnh phúc hôm ấy rối bời. Lỡ ôm nhầm bao dòng mà em phải nức nở nghẹn lòng. Phiêu du cùng cơn gió, rồi nắng cũng ngã về trời. Nếu em về thì anh sẽ chờ sẽ đợi. Mấy mưa rồi vương đời, trời đầy lất phất bao nhiêu hạt ngâu. Nắng lên rồi, gió về rồi, nhưng người nơi đâu?
người nói tiếng yêu em là lời, kẻ thân lòng là yêu, kẻ yêu thật lòng người khác. Giữa mong manh anh không đành nhìn người cố giữ yêu thương và tan hết xuân xanh, giữ không đặng thì về bên anh. Đời chờ những thứ không thuộc về nhau, giống như là đường giữa phi trường đời một chuyến tàu. Đáng quá, trời lại mình hâm mộ vậy. Dạ, thank you, thank you. Rồi thưởng luôn, thưởng luôn. Thưởng luôn, thưởng luôn. Tần ơi, Tần ca hay quá đó. Từ nãy giờ là anh Hoàng Mèo rồi Kim Đào là nó mê mẩn luôn đó. Anh Mèo là mê Tần xưa giờ rồi, chứ phải bây giờ mới mê đâu. Ừ, nhưng mà cái người mà mê hơn là Kim Đào. Em mới lần đầu nghe cái sự mà da diết không có hợp với cái vẻ bề ngoài á. Vẻ bên ngoài không có da diết bằng bên trong, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhắm mắt lại nghe là tuyệt vời. Cái đó là mình gọi là mình thả hồn vô bài hát á. Đúng rồi, hay quá. Ủa là ý con là phải nhắm mắt lại, còn mở mắt ra thì sao? Mở mắt ra thì cũng hay. Cái này hay lắm, hay đúng rồi, phải động. Với lại em thấy là cái này đúng là có kinh nghiệm. Tại sao em lại mang cái khúc này đến với chương trình? Bài hát này là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác cho anh Hồ Việt Trung hát. Thì khi mà nghe anh Trung hát bài này thì mình cũng cảm thấy là một cái bài nó có những câu từ nó nghe rất hay, rất thú vị. Như là kẻ thật lòng lại yêu, kẻ yêu thật lòng người khác. Đó, em mê câu đó đó. Rồi giống như là đứng ở phi trường mà chờ chuyến tàu, cái chuyện là không có mình vẫn phải chờ. Mình thấy cái lời bài hát nó hay quá cho nên là mình muốn hát bài này để tặng cho tất cả mọi người. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là tình bạn diệu kỳ. Đó, và để tiếp nối cho tình bạn diệu kỳ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Và cũng tình đó, nhưng mà không phải là tình bạn của Hồng Diệu Kỳ luôn, mà là tình hờ. Với phần thể hiện của Kim Đào. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nha, là với phần thể hiện của Kim Đào thì tình hờ sẽ mang màu sắc như thế nào. Xin mời ạ. Đi va quá. Tôi đang lừa dối anh, mà sao anh không biết? Những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết. Chưa nên thề thốt chi, đùa vui thôi đây nhé. Say đắm và si mê, sẵn sàng đã nhạt nhòa. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cất mơ, biển vắng những chiều sắp mơ. Tình cũng như là đám mây mịt mù, tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối ai. Đừng nói câu chuyện lứa đôi, tình cũng như dòng nước trôi. Khi tôi tìm đến anh là tìm vui trong chốc lá, đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Hát quá. Anh hiểu rõ tôi thì không nên tức. Là
tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi quên, nhớ nhung không cần thiết. Nếu anh hiểu rõ tôi thì không nên tức tôi, yêu nghĩa là phai phôi, nghĩa là mãn hận hoài, yêu nghĩa là phai phôi, nghĩa là mãn hận. Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Dạ cảm ơn ạ. Và ơn, đó là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ạ. Được không ạ? Quá bưng bê đồ chương trình đầu tư quá trời ơi. Hồi nãy anh ý ra là hai cái bạn dancer bưng mà không rung nha. Không rung. Có lắc nhẹ nha. Mà em ngồi trên như nè. Mình lắc nhẹ. Nhưng mà lúc đó em có rung không? Em rung chứ, nhưng mà hai bạn nó là cố lên xoay vòng thôi à. Đó nên là cũng được, cảm ơn mấy bạn Vũ Công rất nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn đó là thần thái của em khi mà biểu diễn ca khúc này. Một người mà không còn tin vào tình yêu nữa và xem tình yêu như là... Khi mà em viết kịch bản á, thì cái bài này làm cho em có một cái suy nghĩ khác. Đó là kiểu một cái cô gái rất yêu chàng trai này, nhưng cô gái này không đến được với chàng trai này, bị ba mẹ của chàng trai này cấm đoán. Thì cô gái này phải làm sao để chàng trai này bỏ mình. Thì cô gái này sẽ tuyệt tình như vậy. Nếu anh tìm đến tôi thì là chỉ là niềm vui của tôi thôi, chỉ là chốc lát rồi tôi sẽ đi thôi. Kiểu là em hiểu theo ý như vậy, thì em cũng có làm một vở kịch y như vậy rồi, cảm giác nó rất là đã. Có nghĩa rằng là với một người biên kịch ha, thì người ta có thể là sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về một ca khúc khác với những gì mà những khán giả đã cảm nhận đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần trò chơi. Trò chơi này thì đơn giản nhẹ nhàng thôi, để chứng tỏ một điều rằng là tình bạn rất là diệu kỳ. Tình bạn ba người rất là thấm thiết với nhau. Mình có vận động không anh? Chứ chưa vận động. Trò chơi này chỉ đơn giản là ví dụ như là Cường đưa một cái thông tin nào về anh Hoàng Mèo, thì anh Hoàng Mèo sẽ im lặng để cho hai người kia bắt đầu phân tích, đưa ra nhận định phán đoán đúng sai sao đó ha. Rồi cuối cùng anh sẽ chốt là cái nhận định đó, cái phán đoán đó có đúng hay là sai. Cứ thế là liên tục tới Tân Trề và Kim Đào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về anh Hoàng Mèo đúng và sai. Câu đầu tiên nha. Sau khoảng thời gian dịch thì Hoàng Mèo và diễn viên Quách Ngọc Tuyên từng có thời gian kinh doanh bán bún bò, đúng hay sai? Trời ơi cái này sai. Tại sao Kim Đào? Tại vì em nhớ là cái quán đó là quán phở chứ không phải là quán bún bò. Quán phở ly em đã đến đó ngày khai trương. Cái quán đó là bỏ phở trong ly. Cái người chủ tên Ly hay gì đó không nhớ nữa. Nhưng mà kiểu cũng đánh đố, cũng khách hàng đó kiểu người ta nghĩ ủa cái phở này đựng trong ly hay gì á. Em cũng lại em coi ai về cũng đựng trong tô chứ không phải. Chỉ có trà đá thì đựng trong ly đâu. Cái ai về của em nó bình thường quá. Rồi còn Tân Trề thì quá thân rồi đúng không? Nên cũng biết. Khai trương hai quán đều có mặt. Hai quán hai chi nhánh rồi. Bây giờ là mở rộng kinh doanh tới mức độ đó luôn. Hai chi nhánh là ở đâu với đâu ha? Một cái ở Nhà Bè, cái bên đường Võ Sáu. Đó thì sao mà có thể đoán sai được đúng không? Đúng rồi. Vậy thì anh Hoàng Mèo một lần nữa xác nhận nè. Đúng rồi, là quán phở ly chứ không phải là bún bò. Thì lúc đó thì cái quán đó là cũng ba người lận tới một người anh nữa. Thì sau thời gian dịch đó thì Hoàng Mèo với lại Tuyên mới ngồi nói chuyện với ảnh, xong rồi bắt đầu mới nghĩ ra cái chuyện kinh doanh đó, xong rồi kết hợp với nhau cùng làm. Là mình vừa kinh doanh mình vẫn hoạt động nghệ thuật ha, nhưng mà trong giai đoạn nào đó thì mình sẽ xem là cái việc nào nó quan trọng hơn, nó cần thiết hơn. Đúng rồi. Để mà mình ưu tiên thời gian. Đúng rồi. Bây giờ thì anh cũng như là anh Tân Trề hoặc là anh Quách Ngọc Tuyên đã có những cái sản phẩm gì mới chưa, cùng với nhau chưa? Gọi là sản phẩm của mấy anh em thì rất là nhiều, mà sản phẩm mà trong năm nay thì chắc chắn sẽ có của Tuyên và đặc biệt là của Tân. Có thể bật mí chút xíu được không? Vậy thì cái này phải để Tân nói thôi, cái này của Tân. Thì nói chung tháng 6 này cũng có một cái dự án quét đám ma nhẹ nhẹ, tại vì 3-4 năm nay rồi mới làm lại. Trong tháng 6 này chắc phải làm một cái để quay trở lại đường đua. Thông tin tiếp theo về anh Hoàng Mèo nè. Diễn viên Hoàng Mèo từng là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường. Bóng rổ là người ta cao lắm luôn á. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Chương trình gì mà thiệt á. Cái này là
Cái này là biên tập đưa cho em thông tin. Em tiếc đáng lý là em thấy cái đó là em phải là cắt ngang liền, chứ em còn dặm thêm để cho cái nỗi đau anh càng dằn xé nữa là sao. Dạ, vậy thì thật tình là anh đã tham gia đội nào? Đội nào của trường? Không có tham gia đội nào hết á. Anh Mèo chỉ có cái là mê bóng rổ thôi, đứng thích xem bóng rổ, thích coi thôi. Chứ ủa là trong rồi. Trong quân trường là anh không có tham gia bất cứ hoạt động văn thể mỹ nào luôn hả? Có ca hát, nhảy múa, có đá banh, có rồi. À thì đó, đá banh, nếu mà thể thao là đá banh đúng không? Rồi cầu lông, có như là mỗi môn biết chút, bóng rổ cũng biết luôn. Nhưng mà không có tham gia đội bóng rổ. Rồi bây giờ tới Tân Trề ha. Tới Tân Trề nè. Tân Trề được phát hiện khả năng diễn xuất khi đang đi chơi với bạn hàng xóm ở nhà thiếu nhi quận Tân Bình, đúng hay sai? Ô cái này căng quá ta. Cái này lâu dữ ta. Cái này lâu dữ à. Từ hồi còn nhỏ xíu. Ok cái này được. Ông nghĩ chắc nó đúng quá thầy. Đúng. Đó, thân dữ ha. Rồi, tại sao anh lại nghĩ là đúng anh? Tại vì lần đầu tiên biết về là qua cái bộ phim Sớm Cào Cào. Thì lúc đó chị Mỹ Khanh đúng không? Chị Mỹ Khanh. Đại khái là biết được chè chắc có lẽ là lên nhà thiếu nhi gì đó, hoặc là phát hiện em có cái đặc điểm phù hợp với cái vai diễn, đặc biệt là nhờ đó thương hiệu thương hiệu nó phù hợp đó. Đặc điểm nhân dạng nhờ nhan sắc đó mọi người, nhờ nhan sắc đó. Với lại thật ra là lúc đó là chè có một cái nét bông trần phù hợp với vai diễn thì anh nghĩ là vậy. Còn Đào thì em đại thôi, tại em cũng không có biết gì. Đào ơi, Đào mình là biên kịch. Em biết anh Tân Trề là lúc mà em coi phim cổ tích kiểu cá tính á, kiểu cá tính mà rất có hợp vai. Hợp vai thì kiểu là hồi trước giờ anh chưa có đóng cổ tích luôn á. Ủa phải không, anh chưa đóng cổ tích hả? Ủa vậy hả? Hiểu quá à. Em biết Tân Trề sao mà. Cái cổ tích nó đâu ra? Không biết nữa. Không biết nữa. Thôi, em coi cổ tích kệ đi, cái kệ vậy như vậy. Em biết. Anh có đóng cổ tích, anh cũng có đó. Thì đó em thấy là anh Tân Trề có cái nét quậy quọ đó, kiểu cá tính đó. Thì nghĩa là đạo diễn đi thấy rồi xong rồi đạo diễn hốt đóng phim. À, rồi Tân chia sẻ thì đi. Nói chung hôm đó là đang nhà ngủ thì thằng em á nó dắt mình vô nhà thiếu nhi. Thì vô có mình vừa vô thấy bên đây là có cái lớp mà gọi là lớp đàn nè, lớp vẽ nè, rồi lớp taekwondo, lớp thể dục nhịp điệu gì đó. Vô trong kia sâu nữa là có lớp kịch. Thì mình vô mình ngồi mình coi thấy ấn tượng, sao cái này cũng hay cũng thú vị. Thì mình ngồi mình coi thì cái thầy kêu tham gia không, rồi tham gia luôn, rồi cái tới đó tốt tới giờ luôn. Nhưng mà điều là hồi trước anh Hoàng Mèo với lại Kim Đào có biết là Tân hồi trước đây là lúc mà còn bé là Tân có làm nghề gì không, biết không? Dạ không, anh em không thì biết không biết, con không biết thầy. Chắc thầy thì biết đúng không? Dí dò đi, hai dí dò. Bán vé giò. Bán vé giò. Cái khoảng thời gian mà bán vé giò đó diễn ra như thế nào? Là ngày xưa ngày nào cũng đi bán cho á. Cứ 4:30 là ra tiệm số á, đổi vé giò. Rồi cái đi bán tới năm có 2 phút mà. Cũng mấy năm cũng lâu lắm. Từ lúc mà tham gia lớp kịch xong có đi diễn múa rối rồi kia nọ, không còn thời gian để mà làm, mới không có đi bán vé giò nữa. Tìm mọi cách để mà có tiền phụ giúp gia đình. Còn bây giờ câu hỏi tiếp theo về diễn viên Tân Trề nè. Câu hỏi này liên quan tới hạnh phúc gia đình luôn. Đó là vợ diễn viên Tân Trề là người cầu hôn và nói cả hai sẽ hạnh phúc cả đời, đúng hay sai? Ai là người cầu hôn? Chưa kể luôn á, không có kể. Không có biết. Cái vụ hạnh phúc gia đình người ta. Không, nếu mà em nghĩ đặc biệt á thì chắc là chị cầu hôn. Coi như là cũng là một cái nét lạ. Thì mình cũng nên để đúng cái đi cho nó lạ. Đúng. Dạ, hai người cùng đưa ra đáp án đúng, còn Tân thì sao? Đúng luôn. Nó gọi là cầu hôn thì nó không phải gọi là cầu hôn, tại vì hai đứa quen nhau yêu nhau tới ngày hôm nay là cũng 11 năm rồi. Mình hay giỡn mà hai đứa mà quen thì mình nói là rồi tôi có vợ hai đứa con rồi, dính cho tôi mệt lắm. Là gặp ai em cũng nói là em có vợ hai đứa con kể từ khi em chưa có vợ luôn. Là em nói chuyện với vợ em á. Lúc đó là đang cầu cưa qua đại đó. Thôi theo tôi khổ lắm, tôi vợ hai đứa con rồi, có công chấp nhận luôn. Vì anh sẽ làm tất cả. Trời ơi, nghe sao cô đó cưới liền luôn. Người ta nói rằng là cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ theo anh ha. Thế là theo luôn. Bây giờ thì cuộc sống gia đình vợ chồng như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị khán giả? Cuộc sống gia đình hiện tại giờ cũng đang rất ổn. Bà xã đang có thêm một cô gái rồng nữa. Bây giờ sẽ tới câu hỏi liên quan tới diễn viên Kim Đào. Chắc hiểu dữ lắm nè. Hiểu dữ lắm, hiểu nè ha. Hiểu dữ lắm. Diễn viên Kim Đào đã làm nhiều hơn 6 nghề khác nhau, đúng hay sai? Đúng. Dạ, Đào. Dạ đúng ạ. Dạ. Tại sao anh Hoàng Mèo lại nói là đúng? Nấu đồ ăn, làm biên kịch, bán hành, làm diễn viên,
cũng cũng cực khổ khá nhiều. Nói chung em biết Đào là Đào sẽ kiếm tiền bằng chính trên đôi tay đúng của rồi mình. Bằng đủ mọi cách, nhưng mà chính đôi tay của mình để lo cho con. Nhưng mà sau này giỏi hơn nữa là Đào đưa mẹ từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc mẹ với lại con. Đâu phải ai cũng ấy. Vậy là Đào cũng gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai ấy nhỉ? Dạ, thì em nghĩ là cái trách nhiệm của mình mà. Thì ví dụ như là mình không ai làm thì mình phải làm thôi. Nên là đó là trách nhiệm thôi. Tại vì mẹ là người sinh em ra và con là người em sinh ra. Thì hai người này dù em có vất vả đến cỡ nào thì em cũng phải lo cho hai người này. Đến khi nào em không lo được nữa thì thôi. Câu chuyện tình hờ cái nãy nó có liên quan chút xíu nào trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của em không? Dạ không. Thật sự thì đối với em là cái cuộc tình của em thì nó rất là chóng vánh đó. Nên là em sẽ cũng không có cảm nhận được tình yêu. Hoặc là em cũng chưa bao giờ có cái cảm giác là được hẹn hò hay là được yêu thương hay là được chiều chuộng. Nên là bây giờ hiện tại tình yêu của em là dành cho con em với cha mẹ em, cho gia đình của em. Mình cảm thấy mình thiệt thòi không? Dạ không anh, em thấy em rất may mắn. Tại vì nhiều khi á, là mình thấy mình thiệt thòi ở trong cái vị trí này. Mọi người nhìn vô nói trời sao Đào cực quá, sao Đào cực quá. Nhưng riêng bản thân em thấy em có cái để mà em cố gắng. Nhưng mà em biết rõ mục đích của em là tương lai của con em. Hay quá. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tương lai của em nè, con trai của diễn viên Kim Đào có thể nói 3 ngoại ngữ, đúng hay sai ạ? Đúng rồi. Vậy không, có ba ngoại ngữ thì không chắc, nhưng mà riêng phần tiếng Anh thì là anh chắc rồi. Hai người trả lời đúng hết. Rồi, còn Đào? Dạ đúng ạ. Em tự hào chia sẻ với con của mình đi nè. Dạ em rất là tự hào vì đối với bản thân em á, thì em cũng không có đòi hỏi con mình phải quá giỏi. Em chỉ quan trọng con là con học đến cái mức nào trong cái khả năng của con thôi. Cũng không có bắt buộc là mẹ đã quá cực rồi mà con phải điểm cao này kia nọ. Em chỉ mong con là có thể qua lớp 7 điểm, 8 điểm thôi cũng được nữa. Nhưng mà đặc biệt là nhóc nhà em nó rất là hiểu chuyện. Nó thấy em rất là cực á, nên là luôn cố gắng tự học hết. Thì cái khúc mà con tự học tiếng Anh á, em không có biết. Học ngoại ngữ em không có biết. Mà bé rất là ham mê về ngoại ngữ. Thì đến một cái ngày tất cả mọi thứ mình học đều là online hết. Thì bé có đăng ký một cái cuộc thi, là cuộc thi Olympic tiếng Anh. Và bạn được huy chương bạc. Thì em mới bất ngờ, em nói em không hề biết tiếng Anh. Bé tự mày mò, bé tự coi và bé tự tìm bạn ở trên mạng á, là tìm bạn nước ngoài để nói chuyện và trao dồi. Thì khi mà em phát hiện ra con có khả năng như vậy và tức em đăng clip lên á, thì mọi người nói là con có năng khiếu. Thì lúc đó em mới quyết tâm là em sẽ cho con học để mà con phát triển hơn. Thì bây giờ là ảnh tự học ở nhà, là ảnh học được tiếng Anh rồi xong tiếng Tây Ban Nha để với tiếng Bồ Đào Nha để có thể nói chuyện với Ronaldo, thần tượng của bạn. Bạn nói một ngày bạn sẽ gặp Ronaldo để nói chuyện. Lúc nào cũng thấy Kim Đào nở một nụ cười rất là tươi, nhưng mà tâm tình của một người mẹ đơn thân nó vất vả và nó có nhiều trăn trở, nhiều băn khoăn lắm. Nào là em phải lo cho mẹ em nè, rồi em phải lo cho con em nè, rồi em phải có trách nhiệm với ước mơ của mình nữa, rồi còn những nhiều công việc khác nữa để có thể là lo cho nguyên cả gia đình. Em có bao giờ cảm thấy kiệt sức không? Dạ có một lần là em bị trục trặc trong công việc, là em đi phim bị người khác ăn hiếp và nói là không có ngoại hình sẽ không bao giờ nổi tiếng được đâu, chỉ là một người quần chúng thôi. Thì em về mẹ em có hỏi là, tại vì mẹ em thì không có nói nhưng mà mẹ em để ý. Thì lúc mẹ em ăn cơm, mẹ em có hỏi là có mệt lắm không? Hay về quê đi. Thì em nghe cái chữ về quê em bị sợ. Em sợ là bao nhiêu cái cố gắng mình ở trên này mình đã xây dựng được như vậy. Bây giờ mình về quê á, là giống như mình trở lại vị trí ban đầu. Con mình sẽ trở lại cái môi trường ban đầu. Và mình sẽ quay trở về là một cô giúp việc rửa ly rửa chén như ban đầu. Và nó sẽ tồi tệ hơn khi em đã lên đây em làm và em không có được thành quả, em lại trở về thì người ta sẽ lại nói mình rất là nhiều. Thì lúc đó em cố gắng em nói là cái này con đi phim bị té thôi, không có gì hết trơn á. Rồi xong rồi cái cũng từ đó mà mọi người cũng thương em nhiều hơn. Có rất nhiều cô chú anh chị trong cái đoàn phim đó và anh đạo diễn tới thời điểm hiện tại cũng rất là thương em, cho em rất là nhiều cơ hội để làm nghề.
Dù cho hoàn cảnh có như thế nào nữa, đôi khi nha, cái hoàn cảnh khắc nghiệt nó sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Yeah. Và đôi khi giống như Kim Đào nói rằng là khi mà bạn ý thức được trách nhiệm của bạn như thế nào, trên vai khó khăn như thế nào, thì lúc đó những điều mà em trải qua có thể là với người khác là kinh khủng, nhưng với em nó cũng là thường thôi. Tại vì mục tiêu của mình là lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho con. Điều đó mới là quan trọng. Sẽ ủng hộ em với những cái sản phẩm của em. Rồi bên cạnh đó thì còn có những cái đồ ăn. Ví dụ như là món cơm cháy cá dứa, chiên cá lóc kho tiêu ạ. Và mong rằng là tất cả chúng ta sẽ luôn ủng hộ Kim Đào. Bây giờ lại xong cái phần trò chuyện những câu hỏi dành cho nhau. Bây giờ thì chắc là thay đổi không khí chút xíu nhỉ. Đúng rồi. Bằng cách là anh Hoàng Mèo anh hát đi nhỉ. Đúng rồi, giờ tới ai cũng hát rồi, còn anh Mèo anh hát nữa. Thì bây giờ một ca khúc được mang tên Mãi Là Anh Em. Wow. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em mãi luôn bền vững. Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhiều khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sau có thể nào, dù cho mãi sau ai sang giàu, luôn kề vai với nhau như anh em một nhà. Đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có hơn thua, và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đôi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia sẻ những khi buồn vui. Đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hơn thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đôi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ dẫn những khi buồn vui. Một bài hát rất là gắn kết tình cảm đúng không? Cách thể hiện cũng rất là ra kiểu là anh trai cả đó trong gia đình nữa. Bây giờ là chúng ta khởi nghiệp luôn. Khởi nghiệp là sao? Khởi nghiệp là lập thành một ban nhạc luôn. Tại vì ba ca sĩ kim diễn viên kim biên kịch đã xuất hiện rồi, đã thể hiện tài năng của mình rồi. Bảo đảm luôn người ta sẽ mời show. Wow. Trời ơi. Đó, bây giờ mình phải tính luôn đi là nếu như thành lập ban nhạc thì ban nhạc này tên là gì? Ban nhạc tên là... Nhóm mà tên là nhóm... ba chữ O. Ba chữ O hả? Đúng. Dạ. Hoặc là nhóm tên... tròn do. Nhóm tròn do đi. Tròn vo. Tròn do hay là ba chữ O ạ? Ba chữ O hay tròn do là cũng dễ thương. Đúng rồi. Dạ. Vậy là nhóm tròn do. Đúng rồi. Đây là nhóm nhạc tròn do. Với ca sĩ chính là ai ạ? Đấy, có nghĩa là có những cái là con sẽ hát chính, có những cái là trẻ hát chính. À, có cái thay cái... chỉ có đệm và quạt náo rồi. Mọi người vỗ tay lên đi, vỗ tay lên đi, đưa tay lên, đưa tay lên, kiểu vậy. Kiểu vậy. Con ước mơ nếu mà trong một ban nhạc là con sẽ thích đánh trống. Nè, đây chơi guitar, đây chơi guitar, đây chơi violon, em là vừa đánh trống vừa la làng. Dạ thôi từ từ đi ha, cái vụ đó từ từ tính đi. Bây giờ mình gặp ba ca sĩ bí ẩn đi. Đó, nãy giờ đợi đó. Vì này là không phải là sáu ca sĩ mà là ba ca sĩ thôi. Ba ca sĩ tưởng là đơn giản dễ dàng hơn đúng không?
Không, nhưng mà luật chơi khắc nghiệt hơn nha. Ủa vậy hả? Bây giờ cứ mời ba ca sĩ bước ra sân khấu đi rồi từ từ mình tính ra. Dạ, xin mời ba ca sĩ bí ẩn ạ. Thưa quý vị, với phiên bản đặc biệt này thì các khách mời sẽ vẫn tìm và giữ lại ca sĩ thật trong những ca sĩ bí ẩn. Tuy nhiên số lượng ca sĩ bí ẩn không còn là 6 nữa mà là chỉ còn là 3 thôi. Sau đó thì MC sẽ đưa ra những thông tin về các ca sĩ bí ẩn, và từ những dữ liệu đó thì các vị khách mời sẽ quyết định là chọn ai là ca sĩ thật để giữ lại. Tuy nhiên khách mời cũng sẽ phải tham gia hai phần mini game để có thể chọn hoặc là loại một ca sĩ bất kỳ. Và đến cuối chương trình, ai là người giữ được ca sĩ thật duy nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ba ca sĩ bí ẩn. Đó là ba ca sĩ bí ẩn của đêm nay. Và bây giờ nhiệm vụ của ba vị khách mời chúng ta đó là lựa chọn và giữ lại xem là ca sĩ nào mình nghĩ đó là ca sĩ thật. Không biết à, không biết à. Ủa sao cái anh nghiền ngẫm dữ lắm. Ủa, luôn sao á. Ơi, em là phải, em phải rành hơn chứ. Tại em nhìn em rất biết rất là nhiều nhà. Nó chơi 3 lần thua 3 lần à. Chơi 3 lần thua 3 lần à. Ủa vậy thiệt luôn hả? Tôi thắng lần nào à. Còn với Kim Đào, thường á thì em thấy là nếu mà là ca sĩ thật á thì họ sẽ phản ứng với cái tiết tấu sẽ rất là nhanh á. Nhưng mà cái bạn số 3 thì em lại thấy chậm, thì giống như là bạn kiểu bạn giả bộ không ta? Bạn giả bộ để đánh lừa mình hay không á thì không biết nha. Nhưng mà riêng với cái bộ đồ thì em nghĩ là số 1. Số 1. Dạ, tại vì bộ đồ nhìn rất là ca sĩ á thầy. Thấy không? Cái áo da đồ này nọ rồi đó. Người mẫu người ta cũng có thể mặc đồ vậy mà. Rồi, còn bà số 2 thì như thế nào? Số 2 thì tại vì em thấy ca sĩ nữ ai cũng đẹp, nhưng mà vẫn chưa thấy một cái gì đó khác đó, nên là em nghĩ là số 1 hoặc số 3 thôi. Chưa có toát ra được cái vẻ ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Số 2 chưa thấy hả? Dạ. Còn anh khác nào nha, anh là mấy số 2, số 3 đó. Vậy hả? Số 2, nếu mà hát nhạc á là sẽ hát nhạc gọi là... Giống như nãy Đào hát hả? Hay là không, dân ca? Tình ca hoặc là dân ca đó. Còn bạn số 3 có nghĩa là mình chơi mà cái gọi là... Oh yeah, đồ. Rap, MC rap, 2 MC đồ. Đó là kinh nghiệm của Tân Trề, một người mà chuyên thua trong ca sĩ bí ẩn. Đó, dạ, đó là chuyên kinh nghiệm. Chuyên thua hả cơ? Dạ. Tại bạn nói bạn là đến với ca sĩ bí ẩn lần nào bạn cũng bị thua mà. Mọi người cứ đi ngược với tôi. Anh là lần đầu tiên, anh Hoàng Mèo là lần đầu tiên đến với ca sĩ bí ẩn thì anh sẽ có những cái phán đoán sắc sảo. À không sắc sảo đâu. Với anh thì anh đang nghĩ bạn số 3. Anh nhất là bạn số 3, nhì là bạn số 2. Dạ. Và cuối cùng là bạn số 1. Hồi nãy khi đi ra thì không biết là bạn số 1 có để gạt mọi người hay không. Nhưng mà đi ra thì không biết là cố tình hay là làm cái gì đó để cho người ta thấy là mình không phải là ca sĩ, mình đang là người mẫu. Phải đi cái vẻ đi ra xong cái nghĩa là có những bước tạo dáng, có những cái điểm dừng tạo dáng, có những cái nét vậy. Anh Hoàng Mèo đang còn sắp xếp thứ tự theo cái mức độ là ca sĩ thật cho tới không thật, đúng không anh? Đúng là rồi. Số 3, số 2 và số 1. Số 3, số 2, số 1. Dạ. Đó là phán đoán của ba khách mời. Và bây giờ thì Vũ Minh Cường sẽ chia sẻ thêm một thông tin nữa nha. Ca sĩ bí ẩn số 1 đó là sống trong một gia đình âm nhạc và đồ diễn được bà ngoại là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Đó là ca sĩ bí ẩn số 1. Ca sĩ bí ẩn số 2 là sân khấu đầu tiên của cô ấy là sân khấu khi mà cô ấy 5 tuổi. Và ca sĩ bí ẩn số 3 đó là đã đi 959 cây số để có thể đến đây thể hiện niềm đam mê cá của mình. 959 cây số là miền Trung. Vậy là bạn ca sĩ số 3 này là người miền Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Huế, Đà Nẵng đó, kiểu đó vậy. Dạ, và sau những chia sẻ đó thì ngay bây giờ ba vị khách mời sẽ đưa ra quyết định là chọn và giữ lại ca sĩ bí ẩn nào. Xin mời. Mình có gì nữa không ta? Có cái gì để biết thêm nữa không? Ví dụ như mấy bạn đó biểu diễn hay là... Dạ, dạ có à. Nếu mà có là cho luôn điểm đó. Dạ, mình không cần thi nữa đâu anh. Cái này là theo phán đoán số đầu của mình luôn. Cho, phải cho nét. Đã cho quá nhiều rồi đó. Bây giờ ai là ca sĩ giơ tay nè. Không dây giơ tay luôn á. Dạ. Tụi em đã xong, còn thầy em thôi đó. Trời, giống vậy.
Và đây là quyết định chọn của ba vị khách mời. Diễn viên Hoàng Mèo, diễn viên Tân Trề. Tự nhiên cảm giác như ba người cộng một có sao. Và diễn viên Kim Đào. Như vậy là ba vị khách mời chúng ta đã chọn ca sĩ nào mà họ nghĩ rằng đó là ca sĩ thật. Và để có thể giữ lại cũng như là loại một ca sĩ bí ẩn nào đó thì họ phải là người chiến thắng ở hai phần mini game. Bây giờ thì chương trình sẽ tặng thêm cho các bạn một món quà nữa. Đó là chương trình sẽ mang đến một phần trình diễn, một tài năng khác của một trong ba ca sĩ bí ẩn này, để các bạn rộng đường mà đưa ra những phán đoán của mình. Ca sĩ bí ẩn số 1 sẽ thể hiện tài năng của mình. Xin mời. Cảm ơn phần thể hiện tài năng của ca sĩ bí ẩn số 1 ạ. Qua phần thể hiện tài năng vừa rồi thì Kim Đào cũng nói rằng là bạn thể hiện có một cái cách rất là cháy ha. Dạ, đúng rồi. Rất là lửa luôn. Thì chắc là anh Hoàng Mèo cũng có những cái suy nghĩ lại đúng không anh? Anh thì giữ cái quan điểm của mình. Tại vì một người chơi band mà kiểu như rock vậy á thì người ta sẽ cháy nhiều hơn nữa. Cũng giống như có anh. Thể là bạn là ca sĩ thật à. Nhưng mà bạn lại hát ở dòng nhạc khác. Đúng rồi. Hiểu, hiểu. Đó, ví dụ mê như rồi, bạn mê đàn, mê đàn đó, thôi. Đó. Mê đàn. Không, em đừng có dụ anh. Không phải, cái thông tin mà em đang nói từ đầu là tóc của bạn, quần áo của bạn là do bà ngoại chuẩn bị hết. Thế nên là vì cái tạo hình mà bà ngoại đã tạo ra đó bạn bây giờ bạn phải thể hiện tài năng này. Và có thể là tài năng đó, cách thể hiện đó nó không phù hợp với dòng nhạc bạn theo đuổi. Gia đình là có dòng máu âm nhạc nha. Bạn trưởng thành trong một gia đình âm nhạc. Những cái thông tin này là chính xác hết đúng không anh? Chắc chắn 100%. Có nghĩa rồi, chắc chắn luôn, theo suy đoán luôn. Gia đình có truyền thống âm nhạc. Tới đời bạn này hết âm nhạc. Ủa? Đúng rồi. Những con môn khác cũng vẫn là nghệ thuật. Không, nhưng biết đâu chừng cũng là âm nhạc. Thì nếu như bạn chơi DJ thì sao? Ví dụ vậy đúng vẫn là trong nghệ thuật. Cũng là âm nhạc. Nhưng mà nếu mà vậy thì bạn lý do bạn đến với ca sĩ bí ẩn làm cái gì? Ngoài làm ca sĩ là bạn này hát trong band nhạc. À. Đó là bạn có thể chơi được nhạc cụ và hát trong ban nhạc như vậy. Nhưng mà chắc chắn không phải chơi đàn, mặc dù mình chỉ nghe cái nhạc thôi nhưng mình vẫn cảm thấy cũng như là phải đờn đàn như thế nào. Mà nếu mà cái cảnh ao nãy là như là bạn học thuộc lòng trước cảnh ao cũng là phải vuốt kéo lên một cái chứ bình thường. Thì lát nữa đi hai ca sĩ bí ẩn còn lại cũng sẽ thể hiện tài lẻ ha. Lúc đó mình hạ hồi mình phân giải ha. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game đầu tiên để giành quyền chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game đầu tiên để giành quyền chọn. Và trong 3 phút, người nào có vòng vào trụ nhiều hơn là người chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Đừng ném vô trụ của người ta nha! Trời ơi! Sao đi đâu xa vậy? Trời ơi, ráng đi đâu ơi! Chỉ còn mình em là chưa... Trời ơi! Từ từ em ơi, từ từ. Gần thôi, gần. Trời đất ơi! Trời ơi. Ném trụ như chỉ bay luôn hả? Trời ơi. Xa quá. Sao nhẹ quá vậy? Rồi sao? Hết rồi. Dạ. Trời ơi. Anh còn cách cho em đi. Anh tưởng... Trời ơi, thiệt á. Hai cái trụ này là trụ của anh Hoàng Mèo đúng không? Của anh đó. Dạ, một trụ là không có cái gì cả. Đúng rồi. Dạ, và trụ còn lại thì có một cái dòng danh dự thôi. Đúng rồi. Là một dòng danh dự duy nhất. Hai cái trụ của Tân Trề. Trụ đầu tiên, chúng ta có một cái vòng. Và trụ tiếp theo, chúng ta có những hai cái vòng to. Dạ, như vậy
là Tấn Trề đã là người chiến thắng của mini game này. Và do Tấn Trề là người chiến thắng mini game này nên Tấn Trề có quyền được chọn ca sĩ bí ẩn nào mà bạn muốn, đúng không? Bạn nghĩ đó là ca sĩ thật. Và giờ bạn hãy công bố luôn đó là ca sĩ bí ẩn nào. Thì nếu như có ai đó mà chọn trùng với em á, là người ta không được chọn người đó nữa. Đó. À vậy hả? À. Vậy thì mình sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, đó là bạn ca sĩ số 2. Bạn ca sĩ bí ẩn số 2 đó là Tân Trời đã chọn. Như vậy là người nào mà có trùng, nếu như có trùng với lại Tân Trề thì không được chọn ca sĩ đó nữa, mà phải chọn qua một ca sĩ khác. Và xin mời ba vị khách mời chúng ta về chỗ. Như vậy là chúng ta còn một mini game nữa để giành quyền loại ca sĩ. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tài năng của hai ca sĩ bí ẩn còn lại. Chúng ta sẽ đến với phần thể hiện tài năng của ca sĩ bí ẩn số 2. Nhịp nhàng nha, có nhịp nhàng nha. Nhịp nhàng nha, nhịp nhàng rồi. Cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 2. Qua cái phần thể hiện vừa rồi đó thì ba vị khách mời chúng ta sẽ có những cảm nhận, phân tích ra sao ạ? Xin mời anh Hoàng Mèo. Anh thì anh xác định là chắc cô ca sĩ bí ẩn số 2 cô sẽ là ca sĩ thiệt đó. À. Tại vì cái đôi guốc của cổ á. Cái đôi guốc sao anh? Cổ đi rất chuyên nghiệp trên cái đôi guốc cao chót vót như vậy. Đào ơi. Dạ. Em đứng lên đi vài vòng coi không có chuyên nghiệp không. Nãy giờ là em rất là chịu đựng á. Nãy giờ là em rất là chịu đựng. Có là đi rất là khó khăn luôn á. Nhưng mà nãy là bạn ra đi như là giống như thói quen của bạn đó vậy đó. Ủa nhưng mà nếu mà vậy thì hoa hậu người mẫu người ta cũng đi. Với lại cái động tác rất là vô nhịp. Tiết tấu rồi. Tiết tấu rồi. Không thể nào lọt đi đâu được. Thì đó. Là chắc chắn là ca sĩ. Anh nghĩ là vậy. Không, nhiều khi có những người em thấy ở ngoài họ có năng khiếu, họ cảm nhạc được á, nên là họ cũng nhún nhảy theo nhạc cũng rất là... Ủa, mọi người có nhớ là lúc mình thi vào trường sân khấu điện ảnh là cũng có tiết mục mà gõ tiết tấu rồi cảm nhạc này nọ đó. Có, nhưng mà có. Cuối cùng mình là ai? Mình là diễn viên. Thì cũng có thể, biết đâu chừng là bạn đó cũng có... Là diễn viên. Là diễn viên nhưng mà lại là ca sĩ thì sao? Sau khi tôi coi xong cái tiết mục thứ hai này thì tôi có một suy nghĩ khác nữa. Suy nghĩ gì anh? Bạn số 2, bạn là dancer. Dancer luôn. Dancer là vũ công thôi. Ê, cũng có thể nha, tại dancer người ta mang guốc cao ta vẫn nhảy được. Đúng rồi. Và người ta còn nhảy rất rất là chuyên nghiệp nữa. Có nhạc vô là người ta nhảy thôi à. Đúng. Ủa nhưng mà anh có bỏ cái lựa chọn ban đầu của anh là bạn đó là ca sĩ không? Bây giờ tôi vẫn giữ số 2, tôi thích gì đó. Vẫn giữ số 2. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 3, xem là tài năng của họ ra sao và họ có thể là ca sĩ thật hay không. Xin mời ca sĩ bí ẩn số 3. À, cầu thủ nha. Wow. Tân bóng vô đội tuyển luôn. Không phải luôn. Không phải luôn. Không phải luôn. Không phải luôn. Mà tài năng mà. Tân được nha, phải dễ đâu nha thầy. Chề làm cũng được vậy. Tân giỡn tôi luôn nha. Chề làm cũng được vậy. Không nhưng mà tân bóng theo nhạc đó nha. Tân bóng theo nhạc. Không. Qua phần thể hiện vừa rồi của ca sĩ bí ẩn số 3 đó thì Tân có phân tích là sao? Cho sao? Nói trước được không? Đâu, nói trước. Dạ, nói trước. Đem cho banh đây cho Tân làm. Nên đem cho banh đây cho Tân làm để các bạn có thể biết được là ngoài diễn viên ca sĩ, Tân còn là một người freestyle về chạy bóng rất là hay. Tân bóng nữa hả? Tân bóng. Mỗi vấn đề Tân bóng qua bên đi. Sau khi mà tôi coi xong cái ca sĩ số 3 này, tôi khẳng định luôn bạn đó là ca sĩ. Ủa, tại sao bạn sao đó không thể nào là nghệ sĩ tân bóng đường phố được? Tại phải dở quá. quá dở. Với lại tôi đang còn tò mò là tại sao mà ổng là tân bóng ha mà ổng lại cầm micro ra anh chí, đem micro ra tưởng là hát đúng không rồi, mà cuối cùng là thành bóng. Ở trong bóng đá có cái gọi là động tác giả. Đúng rồi. Anh Hoàng ơi, với kinh nghiệm nhiều năm trong đội tuyển bóng đá của trường đó. Đội tuyển. Dứa vào nỗi đau. Thì tài năng vừa rồi anh thấy sao? Anh vẫn giữ là ca sĩ hát nhạc rap vẫn là ca sĩ mà đúng, đúng không? Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, vẫn dạ, vậy thôi. Dạ vâng ạ. Có nghĩa rằng là bây giờ thì cả ba vị khách mời chúng ta sẽ có những phán đoán và đặc biệt là họ bắt đầu có những phán đoán sát hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game thứ hai để xem ai sẽ giành được quyền loại ạ.
ta sẽ cùng với ba vị khách mời bước vào trò chơi với tên gọi là nghe nhạc giành ghế. Khi là nhạc nổi lên thì ba vị khách mời sẽ nhảy và đi xung quanh ghế, và khi nào mà nhạc tắt thì chúng ta sẽ giành vị trí ngồi trên ghế. Người nào không còn ghế ngồi nữa, người đó sẽ là người thua cuộc. Và bây giờ 3, 2, 1 nhạc ạ. Ủa này là ba cái ghế là đủ, ủa là có anh chơi đúng không? Có chơi, chơi chứ, ba người lần mà. Cha cha cha, nhảy đi ạ. Ôi ai vậy? Anh thua rồi. Rồi bây giờ mời anh không, mời anh đem ghế ra trước đi ạ. Dạ rồi, còn hai cái ghế. Em ơi nhảy, nhảy em ơi, nhảy nhảy đi. Chưa nhảy đi, nhảy mạnh mẽ đi, nhảy lên rồi. Ủa Cường ơi, sao rồi? Em bị loại rồi, em ngồi có nửa thôi à. Chơi chơi đúng rồi. Yeah. Đau không? Ủa, đau không? Đau không? Phải đau thôi. Yeah. Làm sao mà không đau được, tại mình thua mà. Đúng rồi. Như vậy là người chiến thắng của mini game này đó là Kim Đào. Hay quá. Tưởng đâu là khó khăn, ai ngờ. Bây giờ em sẽ có quyền loại. Hồi nãy giờ mình coi từ đầu chương trình tới giờ thì con cũng đoán được cái người mà ca sĩ duy nhất của ngày hôm nay là ai. Mà con cũng đã chọn trùng với anh ấy. Tôi chừng lộn luôn đó nha. Phải không ta? Phải không ta? Nhưng mà đối với cái giác quan thứ 6 con cảm giác là vậy. Phải không? Nên con sẽ dùng quyền loại của mình, con loại luôn ca sĩ của anh Tân đang giữ. Là số 2 hả? Số 2. Như vậy là Kim Đào đã quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 2. Sẽ khác theo tháng năm dần trôi, đường đến mấy không ngon khi người ta thay lòng, tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra đâu có hứa năm xưa ta vào mưa, trong lòng em vẫn thế vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu, bao chuyện đời gian khó cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau, rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen thôi, rồi nước mắt đã chạm đôi môi em, lời chia ly tiếc nuối cho những gì ngày tháng có lẽ sẽ chắc có lẽ không nặng lòng như tôi, vậy thôi tôi đi tìm quên nơi xa, tìm cách xóa đi gì vẫn chưa phai nhòa. Hay quá, hay quá, hay loại người ta, hay quá mà loại người ta. Tin nữa, trời đẹp ơi, quá trời luôn kìa. Thôi
Tuyệt vời. Hay quá. Và đó là ca sĩ bí ẩn số 2. Yeah. Hay quá. Và một cô gái rất là xinh đẹp, hát hay nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết rằng là cô ấy đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với ca sĩ bí ẩn số 2. Đầu tiên đó là thông tin mà em đã gửi đến cho chương trình. Đó là em lên sân khấu khi em mới 5 tuổi thôi. Thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn về thông tin đó ha. Dạ, lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến ba khách mời. Dạ, cái dữ liệu đó là em hát vào ngày tổng kết năm học lớp mẫu giáo ạ. Mẫu giáo là bạn đã bước lên sân khấu rồi. Tuy nhiên là dường như là tất cả chúng ta ai mà làm nghệ thuật là bước lên sân khấu từ khi còn nhỏ xíu à, đúng không? Thế nên là cái thông tin đó vẫn chưa chắc chắn là bạn có làm ca sĩ. Khi mà em đến với ca sĩ bí ẩn á, thì em mong muốn điều gì nè? Dạ, em rất là thích hát, đam mê ca hát. Dạ, cho nên là em đã đăng ký casting và tham gia chương trình ạ. Nhưng phải ca sĩ rồi, thích hát, đam mê ca hát rồi. Nhưng mà bây giờ nè, kịch tính hơn, bạn sẽ chia sẻ là bạn đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là gì? Dạ, em tên là Bùi Xuân Nhi, nghệ danh của em là Lenny. Và em đến với chương trình ca sĩ bí ẩn với vai trò là... với vai trò là ca sĩ ạ. Chào ơi, một người sai thôi. Thêm một người sai nữa rồi. Bây giờ anh với em loại nè, còn mình mèo à. Thì lúc đầu mọi người thấy rõ ràng là em đã không chọn mà là ca sĩ từ cái lúc mà bạn bước ra. Rồi xong á, kiểu là em muốn đánh lạc hướng mọi người là đừng có chọn bạn này. Tự nhiên cái em thấy anh Tân anh chọn bạn này đó, em thấy anh Tân chọn bạn này rồi em nói là em với anh Tân chọn giống nhau rồi, bây giờ không biết phải làm sao. Thì em gán thắng cái vòng kia để em loại cái người của anh Tân. Mình loại mình luôn. Thì đó, mình loại mình luôn. Nên là em thông cảm cho chị nha, tại vì chị kiểu là chị cũng háo thắng quá. Thua đó. Dạ. Nhưng mà em đã quá xinh đẹp, em thể hiện ca khúc quá hay và mọi người biết đến em rồi. Bây giờ con khen vậy con không giúp ta được gì hết trơn. Dạ, thì em cảm ơn những chia sẻ của chị. Cho chị Đào rất là dễ thương, làm sao mà ghét được. Dạ, thấy không này. Đến em cũng rất là vui. Và em biết là chị Đào sẽ có những cái sự lựa chọn theo cái góc nhìn riêng của chị, đúng không anh? Dạ. Cho nên là dù thế nào thì em vẫn rất là vui khi mà được gặp ba anh chị ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ bố Minh Cường sẽ công bố lựa chọn đầu tiên của ba vị khách mời. Như chúng ta cũng biết là có hai vị khách mời cùng chọn ca sĩ bí ẩn số 2, đó là Tân Trề và Kim Đào. Và ca sĩ bí ẩn số 2 cũng được chọn và đã bị loại luôn rồi. Bây giờ thì Tân Trề và Kim Đào sẽ có quyền chọn lại ca sĩ bí ẩn số 1 hoặc là số 3. Tuy nhiên hai bạn phải thuyết phục như thế nào để cho ca sĩ nào mình nghĩ là ca sĩ thật về với đội của mình ha. Còn tiếp theo đó là phần lựa chọn của anh Hoàng Mèo với ca sĩ bí ẩn số 3. Vậy thì Tân Trề và Kim Đào còn lại chỉ là ca sĩ bí ẩn số 1 mà thôi. Hai bạn hãy thuyết phục ca sĩ bí ẩn số 1 về với đội của mình đi. Ai không thuyết phục được coi như người đó đã là người thua cuộc luôn rồi. Bạn nên nhớ là lúc đầu mà bạn vừa xuất hiện ra là Đào nói là Đào rất ấn tượng mua đồ nè ha. Xong hồi xách cái đờn ra đó, mình khoái liền cái phong cách liền. Miệng lưỡi lắm con, mớ cái đó lại. Hy vọng là bạn ca sĩ bí ẩn số 1 trở về với đội của con. Sao quá đi. Rồi còn Nguyên Hình. Tự nhiên đi loại người ta, mình có ca sĩ đi loại mình, tưởng cái kêu người ta về lại với mình. Hồi nào em đâu có loại số 1 của em đâu. Ủa chứ nãy em chọn số 2 chứ em loại luôn. Số 1 của em. Đúng rồi, em. Người ta chưa thuộc về em luôn á. Em nghĩ là bạn đã thuộc về em rồi, tại vì em loại số 2 là số 2 của anh. Nên em lỗi, em lỗi của anh. Hiện Nguyên Hình. Chứ chắc bây giờ số 1 này không chừng ta là ca sĩ thì sao. Thì Tân Trề ơi, em có những cái thuyết phục như thế nào? Người mình chọn cũng đã bị loại rồi. Thì mình không có quyền mà gì để mình thuyết phục người khác hết trơn á. Tại vì từ ban đầu mình đã không chọn người ta rồi. Mình chỉ muốn nói một câu là lý trí của bạn như thế nào thì hãy bạn cứ làm theo lý trí của bạn như thế. Đừng, biết không, cả bản thân người ta chọn mà người ta còn loại nữa mà. Bây giờ, nói chung á, em về với ai cũng được. Về với ai cảm thấy hạnh phúc làm vui là được. Một người ra sức thuyết phục, còn một người để cho em toàn quyền quyết định. Vậy thì bây giờ ca sĩ bí ẩn số 1 sẽ lựa chọn về đội của ai ạ? Có vẻ như em nghe được cái hơi của bạn là chọn Kim Đào á. Cái hơi á, gió thổi ra lời của gió đó. Thôi đi, Thiện Nguyên Hình. Biết phải không? Dạ. Cảm giác. Và ca sĩ bí ẩn số 1 của chúng ta đã rất là khó khăn để đưa ra lựa chọn.
một người, đó là Tân Trề, đưa cho bạn quyền toàn quyền quyết định luôn. Còn với Kim Đào thì Kim Đào đã ra sức thuyết phục, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của Kim Đào. Khi nào một ai đó người ta quyết liệt thì thường người ta chiến thắng. Nhưng mà cũng có thể rằng ca sĩ Bí Ẩn thì cái việc mà quyết liệt như vậy đôi khi nó sẽ phản tác dụng. Chính vì vậy mà ca sĩ Bí Ẩn số 1 đã chọn thuộc về đội của Kim Đào. Chúc mừng! Chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện bằng giọng hát thật của ca sĩ Bí Ẩn số 3. Dẫu đã biết người không nhung nhớ, dẫu đã biết tình không như mơ, thế sao còn buồn, thế sao còn hy vọng nhiều. Dẫu đã biết càng yêu càng đau, dẫu đã biết người chẳng về đâu, thế sao còn buồn, thế sao còn mong ngày sau. Yêu là không toan tính gì, và yêu là cho ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, nhận lại toàn nỗi xót xa. Trách người vội cái xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Ngày đầu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đầu trái tim không lỗi nhiều, giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Trời ơi, hay quá. Hay nha thầy ơi. Hay quá. Trách người vội cách xa nơi ta, trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đầu trái tim không lỗi nhiều, giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình nay đã khác. Bí Ẩn số 3. Hay anh quá. Hoàng ơi, chúc mừng anh Nhanh Hoàng. Dạ, đó là lý do tại sao mà anh giữ lại ca sĩ Bí Ẩn số 3 rồi. Đúng rồi, bây giờ dạ, mình nhiều chưa cơ hội lắm. Không có nhiều cơ hội lắm anh. Dạ dạ. Hát vậy thì là ca sĩ chứ còn gì nữa anh ơi. Bây giờ là em sẽ giải đáp mật mã từ từ đi ha. Đầu tiên, thông tin anh đưa ra cho ba vị khách mời chúng ta đó là em đã vượt 959 km để đến với chương trình ngày hôm nay để có thể thể hiện niềm đam mê ca hát của mình. Vậy là chính xác là hiện nay em đang sinh sống ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà vượt qua 959 km để đến với chương trình. Cái gốc là ở đâu á? Cái gốc á? Dạ, gốc em là ở Đà Nẵng ạ. Đà Nẵng. Đến từ như vậy là bạn đến từ thành phố Đà Nẵng. Khi nãy cái phần thể hiện tài năng của em á là anh khó hiểu chút xíu là em cầm cái micro nhưng mà sau đó em tưng bóng. Rồi em tưng bóng nhưng mà em cũng bị trượt nữa. Đó là năng khiếu của em như thế nào? Tưng bóng của em thì vẫn tưng được tại vì là em có bị cận á, nên là trong lúc này hồi nãy em không có mang kính nên là em cũng không có thấy rõ. Đó, lý do của người ta là người ta bị cận nhưng mà do là mang cái mặt nạ là không có mang kính được, đúng không? Nên người ta tân là người ta không nhìn rõ là người ta bị tăng bị lộn, đúng không? Bây giờ là nhắm vô đích luôn đi em. Em hãy nói rằng là tôi tên là gì và tôi đến với ca sĩ Bí Ẩn với vai trò là gì? Xin mời ạ. Tôi tên là Lê Thành Nhân ạ. Và tôi đến với ca sĩ Bí Ẩn với vai trò là... nhân viên pha chế ạ. Trời ơi.
Em mà em ơi, em pha chế đâu vậy mà em hát hay quá em. Chị Lời chị ủng hộ em thôi. Nè Đặng á, ủng hộ người ta. Không, tớ ở thành phố. Hồi nãy anh phố với rồi. Anh Chè còn nghĩ là em sẽ hát trong band này, chuyên môn hát acoustic á. Không, bạn này pha chế nhưng mà bữa nào mà không có ca sĩ là bạn ra bạn hát luôn á. Đúng rồi, nhiều khi đây là lúc trước cũng là ca sĩ rồi sau đó học thêm pha chế để rồi cảm thấy là cái việc mà pha chế đó nó hợp với mình hơn đó, mới làm pha chế luôn. Em làm song song việc là về pha chế và về em sẽ đi kiếm cơ hội để đi hát nữa. Đó đó, thấy chưa, có nghĩa là người ta vừa đi hát vừa pha chế nhưng mà pha chế là công việc chính. Rồi một lần nữa cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Hát hay quá. Cảm ơn. Hát hay quá. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện bằng giọng hát thật của ca sĩ bí ẩn số 1. Quá rồi, quá rồi. Quá. Sai lầm, cuộc sống những vết đâm thật sâu, đời nhiều cay đắng. Cuộc sống có những con đường, nó biết hướng đi về đâu. Một vùng xương trá. Chảy quá và bốc khói. À, đứng gần nha, đẹp trai nha, Kim Đào nha. Để chào. Rất đẹp trai luôn. Rồi ngầu bây giờ ngầu nữa. Từ nãy chưa có thể hiện một nụ cười nào hết trơn á. Cú ngầu. Em ơi, mình có thể cười một cái để cho vui vẻ được không? À, cười dễ thương nha. Khi nãy thì em có cung cấp một thông tin đó là em được trưởng thành trong một gia đình có truyền thống âm nhạc nè. Rồi tất cả trang phục này, quần áo, tóc tai này là bà ngoại em hỗ trợ chuẩn bị cho em hết đó. Em hãy chia sẻ nhiều hơn về những thông tin đó. Dạ, đầu tiên cho phép em gửi lời chào tất cả người chơi và MC cũng như khán giả tại chương trình này ạ. Dạ, em là Trần Duy Phước. Thì nói cái việc mà bà ngoại chuẩn bị quần áo cho em mày nọ thì cũng đúng và cũng không đúng. Vì không biết nói bắt đầu từ đâu. Mẹ em hồi xưa là một ca sĩ nhạc rock. Thì wow, em đẻ ra đã có một cái dòng máu rock chảy trong người rồi. Và bà ngoại em dù lớn tuổi nhưng bà ngoại cũng chỉ nghe nhạc rock thôi. Nên mấy cái kiểu mà làm tóc hay trang phục của em thì bà ngoại cũng là hướng dẫn cho em. Thì em thấy cũng hợp lý thì em làm theo. Có nghĩa là bà ngoại là hướng dẫn thôi, nhưng mà người mà trực tiếp làm tạo nên này là do em hết đúng không? Dạ đúng rồi. À đó. Rồi bây giờ là em đang sinh sống ở đâu? Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức và quận 10. Dạ, thì em sinh ra lớn lên ở quận 10. Thì em bán nệm ở quận 10. Còn mua nhà riêng thì em mua ở Thủ Đức. Nhưng mà em có một xưởng làm loa ở cũng được, ở bên Hóc Môn. Quá trời quá đất rồi.
Rồi em ơi, như khi nãy đó là cũng có hai người là mong muốn em về đội của mình, đó là anh Tân Trề với lại chị Kim Đào. Nhưng cuối cùng em lại quyết định chọn về với đội của chị Kim Đào là tại sao? Em chỉ cảm thấy có một cái lực hút vô hình nào đó khi em phải về chị Kim Đào. Em nghe theo cái tiếng gọi trái tim mình thôi. Trời ơi, người ta nghe được trái tim kìa. Em bây giờ chia sẻ luôn đi, em đến với chương trình với vai trò gì luôn đi em? Dạ, em tên là Trần Duy Phước, nghệ danh là Rio. Em tới với chương trình này với vai trò là kinh doanh. Ủa, không vô gì hết. Dạ, em kinh doanh nệm và loa. Loa. Nệm và loa. Một lần nữa cảm ơn Phước đã đến với chương trình ngày hôm nay nha, với phần thể hiện rất rất là nhiệt tình vừa rồi. Cảm ơn em. Xin cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, với chủ đề là tình bạn diệu kỳ thì rõ ràng là ba nghệ sĩ chúng ta ngày hôm nay đã có một tình bạn rất rất là diệu kỳ. Họ đã liên tục hỗ trợ, ủng hộ nhau và tới giờ có một người xém chiến thắng thôi. Đó là Tân Trề. Là xô ngã xuống luôn. Dạ, xô ngã xuống luôn. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay không có ai chiến thắng cả. Tuy nhiên, vì không chiến thắng nên đâu có sự ganh đua chi, đúng không? Tất cả đến đây là vui mà, đúng không nào? Đó. Và đến đây thì chương trình Ca sĩ Bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếng hát ngàn năm vẫn còn vang mãi để dưỡng nuôi con khôn lớn. Một câu thoại ví dụ. Anh chị ơi, mua dù không trời nắng quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đó, hai câu. Là được hai câu. Hụt hẫng nghe một tiết mục gây hụt hẫng mời nhiều. Mời chị em qua luôn, mời chị em. Cái người số 1 em thấy là tự nhiên theo cách diễn nha. Bình thường con gái thì sẽ không có đi như này này. Có thể là đánh lừa mình. Nhưng biết đâu được, người ta cũng đâu phải là ca sĩ. Ủa, em thì kỳ vậy sao tự nhiên nãy mới nói ca sĩ Việt Nam là sao? Em vẫn thích vậy thôi. Giải thôi em đi, giải em đi. Có như là không nói gì.